với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Hương Giang đưa ra hai tiêu chí chọn chồng: giàu có và giỏi giăng gối. Khác với gu của Harry, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang thẳng thắn tuyên bố với hội chị em sẽ sống hạnh phúc nếu chồng giàu và giỏi việc chăn gối. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, các khách mời Hương Giang, Harry, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân và nghệ sĩ Nhân Lê Khanh đã có cơ hội chia sẻ về mẫu đàn ông lý tưởng, trong đó Harry Won và nghệ sĩ Nhân Lê Khanh dù đã lập gia đình nhưng vẫn thẳng thắn nói về người đàn ông trong mơ là thông minh, hài hước và có sáu múi. Ninh Dương Lan Ngọc yêu thích người đàn ông lãng mạn, em út Thúy Ngân có gu là đàn ông thông minh. Đáng chú ý nhất là Hương Giang chỉ chọn chồng với hai tiêu chí. Người đẹp này đã dành phiếu bầu của mình cho mẫu đàn ông hội tụ yếu tố giàu có và giỏi chuyện chăn gói. Người thông minh chưa chắc đã giàu, nhưng người giàu thì khả năng cao là người thông minh. Nên tôi chọn người giàu, Hương Giang lý giải quyết định của mình. Thứ hai là người giỏi chăn gói thì chắc chắn là người có sức khỏe, cao không cần lắm, giàu đứng trên tiền là được. Với hai yếu tố giàu có và giỏi chăn gói, tương lai tôi sẽ là người hạnh phúc. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã tự tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 29, gồm căn hộ sang trọng 4 chiếc xế hộp tiền tỷ, trong đó có 3 chiếc được mua vào năm 2018 và những bộ sưu tập hàng hiệu trang sức đắt giá. Tuy nhiên, người đẹp vẫn luôn hy vọng sẽ cưới được một người chồng giàu có, thậm chí nếu anh ta không cao có thể đứng trên tiền. Bên cạnh đó, Hoa hậu chuyển giới quốc tế cũng đánh giá cao tiêu chí người đàn ông giỏi chuyện chăn gói. Cô quan niệm đó là biểu hiện của sự khỏe mạnh chung thủy, chia sẻ vừa thực tế vừa hài hước của nàng nhanh chóng khiến hội chị em thán phục. Hoa hậu Hương Giang cũng chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười của mình lúc hẹn hò online từ khi chưa chuyển giới. Hương Giang thẳng thắn tâm sự: từ xưa em đã thích làm con gái rồi nên đã lập một nick Yahoo giải dạng, đó là Ngọc. Lần đầu tiên nhảy vào phòng chat mà em sướng vô cùng, vì ở ngoài đời lúc đó chưa có chàng trai nào đối xử với mình như vậy, mà tự nhiên lên mạng mình như một hot girl được nhiều người trò chuyện. Câu chuyện không có gì xảy ra khi chàng trai Hương Giang liên tục nói chuyện 2 tháng liên tục muốn xem webcam. Lúc đó với tâm lý vô cùng bối rối, Hương Giang liền bắt gặp chị mình vừa đi chơi về và mở webcam chỉa thẳng vào chị gái. Ngay lập tức Hương Giang nhận được vô vàn lời tán thưởng đến từ chàng trai. Câu chuyện hẹn hò online của Hương Giang giai đoạn chưa chuyển giới khiến cả trường quay cười ồ.